Ok, xin chào anh em là Tú. Hôm nay em Tú sẽ đặt trên tay cho anh em một mẫu của thương hiệu Rolex và em này sẽ thuộc dòng Sport anh em nhé. Hôm nay em sẽ đổi gió cho anh em sang một mẫu Sport của Rolex. Khi mà nhắc đến một chiếc đồng hồ thể thao thì anh em có thể nghĩ luôn đến là một chiếc Rolex thuộc dòng Submariner của Rolex. Đó, đây là một cái dòng cực kỳ là nổi tiếng cũng như là đỉnh cao của dòng thể thao. Ok, trước khi đến với đồng hồ thì em sẽ ghé qua một chút ở phần hộp sổ thẻ này. Thì ở đây em sẽ còn đầy đủ là mắt thừa, chiếc này là còn 3 mắt ở ngoài và là sẽ là full mắt anh em nhé. Đó, cho anh em mọi cổ tay có thể đeo được chiếc đồng hồ này, cùng với đó là hai quyển sổ to và quyển sổ nhỏ. Ở đây em sẽ có một cái thẻ đây, chiếc này của em sẽ có mã là 11610 đó, L cao và L thấp ở đây. Ở mặt sau thì anh em thấy được là chiếc này có dấu đại lý và date mua là tháng 1 năm 2019. Tính theo bảo hành hãng thì chiếc này sẽ được bảo hành đến tháng 1 năm 2024 và bên em cũng sẽ bảo hành cho anh em là song song với thẻ bảo hành hãng. Đó. Nên là anh em yên tâm, bên em bao quay đầu lên đời bất cứ khi nào anh em có nhu cầu. Đó. Vậy em sẽ để sang một bên và sẽ cùng trên tay chiếc Rolex thuộc dòng Submariner cực kỳ là hot này. Đó. Chiếc này của em sẽ có size là 40mm và chúng ta sẽ có là các phần càng được làm khá là thẳng nên là tay anh em phải tầm trên 16 thì mới có thể đeo được chiếc đồng hồ này. Ok, em sẽ bỏ cây gối này ra. Đây, em hơi khó mở một chút. Ok. Với dòng Submariner thì anh em có thể nhận biết được luôn là chúng ta thấy luôn là bộ kim cọc số được làm đặc trưng của dòng Submariner và cùng với đó là một cái liềng được làm bằng ceramic. Cùng với trên cái liềng này anh em sẽ thấy được là chúng ta sẽ có là các vạch chia phút đây để tính thời gian lặn, vì chiếc này là một chiếc dòng bơi hay là độ trú nước của nó sẽ là 300m. Anh em rửa tay đi mưa đi bơi khá là thoải mái. Mặt số chiếc này sử dụng sẽ là mặt đen và cùng với đó là bộ kim cọc được làm hình kim, bộ kim sẽ được làm thiết kế đặc trưng của dòng Submariner và cọc số có sẽ là cọc số hình tròn và được gắn phủ dạ quang ở bên trên. Chiếc này vào ban đêm thì hoặc vào điều kiện thiếu sáng thì cái bộ kim cọc này nó sẽ phát sáng cực kỳ là đẹp. Cùng với đó là góc 3 giờ sẽ là ô lịch và chúng ta sẽ có một phần lúp ở trên ô lịch này. Chiếc đồng hồ cực kỳ là thể thao. Ở bên dưới này anh em sẽ thấy được là chúng ta sẽ có dòng chữ Submariner, đó, Superlative Chronometer cho chứng nhận cho bộ máy. Và bên dưới này là dòng chữ Swissmade đây. Đó. Các cọc số thì sẽ góc 12 giờ sẽ là cọc tam giác nổi bật để tạo điểm nhấn, cùng với đó là góc 9 và góc 6 giờ sẽ là cọc số vạch. Bộ kim này em thích nhất cái kim bộ kim này của dòng Submariner tại vì nó mang đến cho anh em cái vẻ đặc trưng cũng như là một cái nét đẹp riêng của dòng sắp. Mặt kính chiếc này sử dụng sẽ là mặt kính sapphire nguyên khối anh em nhé, sapphire nguyên khối và chúng ta sẽ có một phần lúp ở góc 3 giờ đây. Anh em có thể thấy là sẽ có chạy phần liềng này sẽ được chạy rất nhiều dòng chữ Rolex ở xung quanh liềng này, đó, để không bị cái phần liềng nó bị trống và Rolex đã chạy chữ xung quanh liềng. Đó, chúng ta sẽ có là cái logo ở góc chính giữa góc 12 giờ. Cùng với đó là một cái logo ẩn ở góc 6 giờ dưới mặt kính để chứng minh cho kính này là kính zin. Góc 6 giờ đây thì anh em thấy được là số series sẽ là góc 6 giờ. Đến với phần bên thân của chiếc đồng hồ này thì anh em sẽ được trang bị một cái liềng là liềng thép và bên trên này sẽ là phần ceramic ở bên trên. Và cái liềng này sẽ có màu đen anh em nhé. Chúng ta sẽ có một cái lum ở góc 12 giờ đây để đánh dấu. Trước nay thì khi mà anh em sử dụng cái chức năng này thì khi nào anh em chuẩn bị lặn thì anh em vặn cái liềng này đến cái số đến kim phút đó. Và sau đó anh em lặn thì khi nào anh em lặn xong thì chúng ta sẽ có thể biết được là hiện tại mình đã lặn được khoảng thời gian là bao lâu. Đó, một cái liềng rất là đẹp.
cùng với đó là các rất là nhiều đường rãnh khí ở trên phần liềng này. Ở phần thân thì chúng ta sẽ có là một phần phần thai tai càng đây nhô lên để bảo vệ lúm, cùng với đó là lúm sẽ là lúm vặn cổ chai qua hai cái răng chống nước, nên là độ chống nước của chiếc này cực kỳ tốt. Anh em rút ra một lớp sẽ chỉnh lịch, rút ra lớp thứ hai sẽ chỉnh giờ. Đó, khi đóng lại thì anh em nhớ ấn và xoáy và đóng chặt lúm. Bộ dây chiếc này sử dụng sẽ là một bộ dây thép 904 đặc trưng của Rolex, và trên mặt thép này sẽ được đánh phay xước toàn bộ, và ở bên cạnh này sẽ được đánh bóng để tạo điểm nhấn. Bộ khóa thì cũng được đánh phay xước toàn bộ, và bộ khóa này rất là đẹp. Đó, anh em bấm vào và chúng ta sẽ có là logo thương hiệu của hãng ở đây. Mở khóa, mặt trong khóa thì sẽ được cấu triện rất là nhiều thông số. Cái phần khóa này rất là hiện đại anh em nhé, anh em có thể chỉnh dài ngắn theo cái phần khóa này. Anh em mở khóa ra, đó này có thể chỉnh được dài ngắn theo tùy ý không? Đó, khi sử dụng xong thì bấm lại là được. Đó. Ok, mặt sau đáy sẽ là đáy kín anh em nhé, đáy kín ra độ chống nước, và cái đặc trưng của Rolex là đáy kín. Thì em nó sử dụng bộ máy là 3135, anh em sẽ có là 31 chân kính, tần số dao động 28.800 và thời gian tích cót là 48 tiếng, size số là cộng trừ 2 giây một ngày. Ok, em sẽ lên tay thử cho anh em chiếc Rolex Sport này. Với size 40 của Rolex thì anh em phải đeo phải tay tầm trên 16 thì phải mới đeo chiếc đồng hồ này, nó mới nói chung là vừa đẹp. Còn tay nhỏ thì đeo sẽ hơi bị luốt vì hai phần càng nó làm khá là dài và độ dày cũng khá là cao. Ok, thì bên em đang bán chiếc này là một chiếc hàng đã qua sử dụng, tình trạng còn rất mới, đầy đủ hộp sổ thẻ tác. Thì bên em đang bán với cái mức giá là tốt cho anh em là loanh quanh chưa đến 308 triệu cho chiếc Rolex Submariner này. Anh em quan tâm chiếc đồng hồ này của em thì có thể qua trực tiếp shop để lên tay, cũng như để lại tin nhắn cho em để em có thể tư vấn trực tiếp cho anh em. Ok, cảm ơn anh em đã theo dõi video. Em xin chào và gặp lại anh em.